Xin chào các bạn nhá. Hôm nay đang là tháng giêng, hai bố con tôi đi lên rừng để tránh dịch cúm corona cho ông con đi trải nghiệm lên rừng tìm măng. Không biết là có măng không. Theo tôi được biết thì tháng giêng thì măng bắt đầu nó lên rồi các bạn ạ, nó bắt đầu mọc. Đây là đồi cam nhé mọi người nhé. Đấy bố là con. Dưới này là cánh đồng. Rất là đẹp luôn. Mời anh em đi cùng bố con tôi nhá. Đây là cho ông con đi trải nghiệm. Cam bây giờ bắt đầu ra hoa rồi. Cái này là cam chanh các bạn ạ. Cam nhiều hoa phết rồi. Chỗ này có cái đố gì này? Chuột đấy. Sâu đâu? Đâu? Đâu có lỗ nữa. Cái này là lỗ con chuột đấy. Chuột nó đào rồi. Ồ, có con gì đấy. Rắn á, rắn bắt ăn luôn, không thấy có con gì. Con đi trước nha. Ừ. Đi, không có con gì đâu. Chắc chuẩn rồi. À. Sắp đến rồi bố. Sắp đến. Đây một nửa dốc thôi. Đây là cánh đồng nha các bạn nha. Đẹp không? Đấy. Đi. Đi sang bên này con ơi. Đây là đồi chè này các bạn ạ. Chè vừa mới phát nhưng chưa có búp mấy. Chắc khoảng 15 ngày nữa thì có chè búp các bạn ạ. Gọi là chè xuân ấy. Đi. Đi đường bên này. Đi cẩn thận nhá. Đi. Thanh niên này kém quá. Con cứ chậm đi đường lên trên này. Đi có tí dốc mà bỏ bò rồi. Đi. Lên trên này. Đấy, đây là có cây vẩu đấy các bạn ạ. Vẩu có măng đấy. Mệt á? Nóng. Nóng. Đi một lúc nó mới hết nóng. Rát cả mồ hôi. Đây là có cây vẩu đây à. Ôi, có măng không? Đây. Đây là cây vẩu nha các bạn nhé. Tìm xem có măng không. Đây, chắc nó chưa ra đâu. Không thấy củ nào. Thật ra mình cũng không sở trường tìm măng mà. Đi con ơi. Đi. Đi. Lâu không ai đi. Rộng lắm. Ồ, đây có con cầy các bạn ạ. Con đường cầy nó đi. Đây có vết cầy bới này các bạn ạ. Đây vết cầy bới nha các bạn nhé. Wow. Đâu không ai đi chỗ này nên hơi rộng các bạn ạ. Rộng quá. Rộng quá các bạn ạ. À đây.
Đây có cây măng này. Đây có một cây măng bé bé này. Đấy. Măng vầu đấy. Chưa có măng to. Sao ấy? Ra khỏi rừng rồi. Cuối cùng. Đã trời. Đấy, sướng không? Sướng à. Wow, đây có một vườn cam này các bạn. Con nào con lớn. Con nhảy sang bên này. Xem có gì không? Đây. Chúng đâu ấy? À? À, để linh tinh ấy. Đây, tìm măng các bạn nhá. Chưa thấy cây măng nào. Đây, trong này có rừng vầu. Đi chơi đã. Wow, ở đây có chè rồi các bạn ạ. Chè rất là non này. Đấy. Chè đang ra, bây giờ là chè xuân nha các bạn nha, chè này mới ngon này. Cam thì vặt hết quả rồi. Đi đi lên trên này đi. Được, cam này vặt hết quả rồi. Không có quả nào để ăn. Chán nhỉ. Có quả để ăn. Ngoái thấy nhiều quả lắm. Hôm nay nhặt hết rồi. Wow. Mù kia dưới kia có quả. Đây. Đây có cam rồi các bạn. Trên này còn rất nhiều cam nha các bạn nhé. Đây còn có một vườn cam này. Để xin mấy quả cam ăn nhé. Con ở đấy đi. Không có người. Bên này có một làng các bạn ạ. Đây là người Dao. Tôi ở bên làng người Tày. Có mấy quả cam này luôn. Mấy quả cam. Bạn một quả ăn đi. Ờ, xin một quả thôi. Xin hai quả đi. Ăn mấy quả. Rồi, đi, đi lên trên này ăn. Nhưng mà chả có dao. Dao đây đây. À, ừ ha. Quên mất. Bắn nè. Được rồi. Trên này nhiều, vẫn còn nhiều cam lắm nhưng mà có cam ấy. Ai còn có chắc quả. Chả ăn hết được. Đây là về vườn vẫn còn nhiều quả lắm. Bát nhiều bố nhỉ. Ừ. Đi vào đây. U đây đây. Đây vẫn có một cây này. Nhiều thế. Nhiều. Đây à. Có một cây rất nhiều quả này. Wow. Đấy. Bên quả này về này bố. Ừ. Đấy ngồi đây ăn. À, ngồi nhá. Ừ. Ấy, rõ chưa? Này hai bố con tôi đi lên đồi tìm quả rừng ăn nhưng mà đây là rừng cam nha các bạn nhé. Tí đi tìm măng sau. Măng á? Ừ. Đi tìm cam. Ngon lắm các bạn. Nóng ghê. Cam phải bóc tay mới ngon này. Bố vứt kỹ vào tí khỏi để nhìn thấy. Sợ gì? Cam bây giờ rụng đầy. Năm nay cam không mất mùa nhưng mà lại mất giá các bạn ạ. Cam năm nay không bán được. Đây con ơi. Ăn. Ôi ôi rơi. Ủa sao? Trên rừng sạch mà. Sạch như gì bẩn này. Sạch cả. Trên rừng mà rơi vẫn ăn được. Mời các bạn ăn cam nhá. Ngon. Cam này cam trên đồi đấy. Wow. Ngon. Ngon đấy. Leo dốc mệt mệt xong ăn quả cam ngon lắm các bạn. Ở nhà ăn thì chả thấy ngọt, chỉ thấy chua. Trên đồi kiểu khát nước ấy.
ăn lại thấy ngon. Quả bé bé này ăn ngon. Cam này cuối vụ nên ngọt lắm các bạn, lại vặt ở trên cây nữa ngọt. Đi con ơi, cười. Đi lấy cam ở đâu? Đi đường nào ấy? Măng mọc chưa? Chưa có măng à? Hôm nay cam mất giá nhỉ? Ê, cậu cũng trồng cái này á? Trồng cua. Vừa thấy cậu đi cơ mà. Vừa thấy cậu đi cơ mà. Nó lấy được một bao kìa. Nó còn nhiều thế cả. Ăn theo đi chơi đi á. Nhiều chỗ mà. Còn thấy dụng đầy gốc ấy. Bỏ tiền cùng cắt. Có nhiều quả á. Cỏ này cho trâu ăn thì tốt. Cỏ này trâu ăn thì béo nhanh lắm ấy. Cũng có cây chết đấy nhỉ. Vườn bên này là của nhà ai? Nhà ông Thi à? Vẫn chưa vặt hết nhỉ. Không bán được. Thằng cu hôm nay lên đây không? Nó đi Đồng Yên á? Làm việc nó hàng lobby đây. Ngoài đây đéo. Măng chưa lên á? Chắc là nó phải mọc lác đác rồi chứ. Đi đường này dễ không? Chơi tí đã. Đi một vòng. Mình chả mang túi gì đi nhỉ. Trên ngựa có túi à? Vặt mấy quả về ăn. Hôm Tết bảo cháu lên lấy nhưng mà lười, chả đi được. Càng lên góc trên kia nó cũng chưa cắt thế nào. Yeah. Đã bảo lấy về vắt cho tủ lạnh hè ăn thì hè ăn. Ủa đây cỏ tốt nhỉ. Cái này mang chăn mang trâu lên đây chăn thì thích. Cái này cam không phun thuốc trừ cỏ nhé các bạn nhé. Đi lấy đi. Cam trên này nhiều lắm các bạn ạ. Hôm nay cam mất giá, bán chả được các bạn ạ. Đấy. Rất là nhiều này. Bên này. Sướng không? Ừ? Phê không? Phê. Đây cam đây này, cam đầy đây này, cam này rất là nhiều nha các bạn nhá. Ở kia có một quả đang mọc.
cam rụng đầy các bạn ạ. Cam rụng đầy chả ai ăn. Còn lúc còn năm thì chả có quả nào mà ăn. Đấy, ở trên này. Đấy. Ủa, trên này vẫn còn nhiều lắm các bạn ạ. Cây này có một quả thôi. Trên này cam rụng đầy. Rụng hết rồi này các bạn. Nhảy sang. Đấy. Cam rụng đầy này, vẫn còn ngon nha các bạn nhé. Nhả ná rồi. Ngon thế. Cam đầy. Đấy các bạn, cam năm nay rụng đầy gốc này. Quả này chị thối không? Không thối, ăn được. Thế quả này chị ăn rồi. Ui, chỗ này vẫn còn nhiều lắm các bạn ạ. Ít ít này thôi nhưng mà nặng lắm, cam nó còn nước ấy các bạn. Vậy quả rất là nặng. Mọi người ơi, có thằng đi ăn trộm cam. Ai ăn trộm? Đây chú hôm bảo đi lấy mình chặt lấy đầy cam này. Đây, đây có cây nhiều quả này. Đấy. Cam đây nha các bạn nha. Cam còn nguyên trên cây này. Có ai ăn cam không? Cam đây. Thế mát rồi. Đây nha, cam đây nha các bạn nha. Đấy, cam tươi nha các bạn nha. Vặt trên cây về ăn nha này. Đấy. Rất nhiều, có ai ăn cam không? Cam hôm nay cam mất giá nhưng mà lại được mùa các bạn ạ. Thế, vì vậy cam rất là này. Nhiều. Cam bên hôm nay này hai bố con tôi lên đây ăn cam thôi, không tìm măng nữa. Ăn nữa không? Hả? Bóc nhé. Cam nhiều lắm. Vặt chân cây và ăn tại gốc này. Ui. Ai mất không? Cam ngon nha các bạn nha. Bố lại lùi ra bên này. Đấy. Lùi ra, lùi giữa đi. Đấy. Được chưa? Thấy rồi. Đấy. Đấy. Úi. Ngon nha. Đây. Ăn đi. Sang nơi này ăn. Không, xem. Ăn bên này à, mọi người mới nhìn thấy. Ăn cam tại gốc luôn. Quá ngọt. Quả. Quả to lắm. Mỗi người ăn được khoảng 2 quả này là no rồi. Không ăn được nữa. Anh em ai thích ăn cam thì comment nha. Cam nhà nhiều lắm. Đây là cam nhà ông chú. Không bán được. Toàn cho đây. Kiểu ở trên đồi cao ấy. Cho nhiều lúc còn chả muốn lên lấy các bạn ạ. Ăn thế rồi. No lắm rồi. Ăn được 2 quả no lắm rồi các bạn ạ. Và đây có cây măng này. Đây là măng bầu nhá các bạn nhé. Không có cây nào nó nhú nhú nhỉ. Đào nướng ăn. Con ăn măng nướng không? Có. Nào bỏ có cơm ra bằng nửa không? Có chứ. Ui đây bên này còn có một vườn cam nữa nhé các bạn nhé. U mà có. Đấy. Bên này còn một vườn. Vườn bên này cũng có rất nhiều quả nhé. Đây này. Rất là được rồi. Kim. Đấy. Kim bay.
Đây có cây mía giò này. Ăn mía giò không? Đây. Đây trên này có cây này. Đây cây mía giò này các bạn ạ. Đấy. Đó quả chu khổ này. Ăn được. Đây. Đây là cây mía giò nha các bạn nhé. Trẻ trâu hay bẻ cây này ăn lắm. Cho ăn trẻ trâu đúng không? Ừ. Đây, bố. Này bấm chưa hối bố, bốc bốc cho con ăn nhé. Con ăn không? Ôi mà bố có ăn không? Có. Bố ăn chưa đi để con mang hai quả bố hơn. Đây là cây mía giò nhé các bạn nhé. Ăn chưa đi để con ăn không? Mía giò này, cái lá này ăn được các bạn ạ. Nhưng mà nó chua lắm. Ừ, ăn thử. Đấy. Ăn lá non non này. Thật dẫm vào rau con này. Chua. Đấy. Chua lắm. Mía giò là phải chua rồi. Đây, một thời trẻ trâu chuyên đi tìm cây này để ăn này các bạn ạ. Chấm muối ăn rất là ngon nhé. Bóc này ăn. Ê, chua. Nhớ không bố? Ui, ngon lắm. Nuốt được không? Nuốt được. Nuốt được. Được. Nè. Đây là mía giò nhé các bạn nhé. Đấy. Chua. Ngon cực. Chua vãi. Mời các bạn ăn mía giò nhá. Cái loại lá to này ấy, thì cái này. Lá nó chua nha các bạn nhá, nhưng mà thân không chua mấy đâu. Rồi, cho nó ăn chua thân. Nó ngọt. Cho ăn chua thân. Đây, bố bóc cho. Đấy. Ừ, nuốt được không? Nuốt được. Không chết đâu mà sợ. Bố ăn rồi. Ông con sợ chết. Không dám nuốt. Nuốt, con đi. Nuốt được. Đấy. Đây. Cái loại này thì nó không chua bằng cái loại lá nhỏ các bạn nhé. Cái loại lá nhỏ, loại cây lúc nãy tôi cho các bạn xem kìa. Cây đấy thì nó chua lắm. Mỗi một loại cây thì nó có một cái vị độc đáo riêng. Nếu mà bảo nói ngon thì cũng không biết tả kiểu gì. Nhưng mà tôi thấy ăn cái loại này dễ ăn hơn. Loại kia thì nó chua, ăn một lúc là răng nó mềm hết rồi. Loại này thì ăn được nhiều hơn. Wow. Giòn tan. Wow. Nuốt. Phải hơn 10 năm nay tôi không ăn cái loại này đấy các bạn ạ. Bởi vì tôi cũng đi làm xa nhà và ít khi lên rừng các bạn ạ. Trước đây trẻ trâu thì vào rừng và rú đi liên tục. Trẻ trâu là ai? Trẻ trâu, trước bố là trẻ trâu. Bố đi chăm trâu suốt đây. À. Một thứ ăn một tí thế thôi. Trên rừng còn nhiều loại ăn lắm con ạ. Em cầm hai quả này về ăn nữa. Lấy làm gì quả rụng nữa. Tí lấy quả trên cây à. Đi tìm túi đi. Túi là quả gì? Tìm túi. Túi. Tìm túi đựng. Thôi hai bố con tôi đi xuống thôi. Không có túi để đựng cam các bạn ạ. Hai bố con đi tay không. Chả cầm được. Thôi à, để hôm nào lên lấy. À, con tôi đi về. Đi xuống đồi xem tìm xem có măng không. Ăn măng. Đây giới thiệu với các bạn, đây là cây mía giò loại lá nhỏ nha các bạn nhé. Đây, đây cái mầm nó rất là to này. Ý. À, bẻ nó ra. Cho ông con ăn thử xem nhé. Đây là cây mía giò loại lá nhỏ nha các bạn nhá. Hôm nãy tôi ăn là cái loại lá to. Loại đấy thì nó không chua, loại này chua hơn này. Con ăn thử xem nào. Ăn. Đấy, bóc đi. Đấy. Chua không? Ngon không? Chua đâu. Đấy, ăn đi. Đấy. Nuốt nhá. Ừ. Ăn được mà. Không sợ đâu mà.
cứ sợ chết không dám nuốt. Đây, cô bóc nha. Đây là mía giò loại lá nhỏ này. Loại này nó chua, chua rôn rốt, nhưng mà ăn cũng hay phết. Bóc này. Đây. Đang đi chặt lá. Lá chỗ kia. Ăn được không? Ừ. Chua không? Không. Ừ? Được. Chua à? Như cái quả kia mà. Rồi, bây giờ bố con tôi đi vào trong rừng để đi tìm măng nhé các bạn nhé. Nào, cầm quả đây. Cầm quả to ghê chứ, là cầm quả bé này làm gì? Thôi, để bố cầm nhá, không đi được. Ôi. Đấy, leo đồi. Ừ. Không đây á? Ừ. Dám đi không? Tận ngã nhá. Dốc lắm các bạn ạ. Dưới này có một rừng vầu các bạn ạ. Nhiều vầu lắm. Nó cầm vào cây này nhá, cây này đứt tay đấy. Này, cái cây này rất là sắc nha các bạn nhá. Nhưng mà trâu ăn áp lắm. Cái này sắc nha, trâu rất thích ăn. Con mình năm nay hơn 6 tuổi rồi nhưng mà leo dốc kém lắm. Thế đi về đường nào? Về đường này. Trơn đâu mà. Có quả gì nè? Quả rừng ấy. Ăn được không? Không ăn được đâu. Nhưng cái quả gì ấy? Giờ mày quay. Ở đây thì vầu rất nhiều nha các bạn nhé. Vầu rất nhiều nhưng mà măng chỗ này nó chưa mọc các bạn ạ. Tôi không cầm cuốc đi, vì vậy khó tìm lắm các bạn ạ. Ai bảo không cầm cuốc? Đi cẩn thận nha con ơi. Còn một cây. Tìm mãi chưa thấy củ măng nào. Có thấy, cứ đi từ từ đi. Ừ. Đi từ từ mà. Thì tìm một củ măng cho các bạn nhìn mà khó thật. Vầu ở đây rất nhiều nhưng mà nó chưa mọc mấy các bạn ạ. Đấy, vầu. Đó, các bạn thấy vầu, rừng vầu đẹp không? Đấy, toàn vầu thôi. Đi cẩn thận nhá. Không cho vào mồm thế, tí nó ngã lại chọc vào cổ đi. Ôi, tương đối già rồi, nhưng mà chưa thấy có măng. Không có một củ măng nào mọc các bạn ạ. Cái này phải dùng cuốc đào bên dưới. Bới như kiểu là rẫy cỏ ấy các bạn ạ, thì may ra mới có. Có thấy cây nào đâu. Chưa thấy mọc. Đây suốt. Mình dừng rú đi suốt rồi. À đây. À. Cuối cùng thì mình tìm thấy một củ măng các bạn ạ. Đây. Đây. Củ này bé này, chưa to lắm. Zoom cho các bạn xem nhá.
Đấy, cuối cùng là mình cũng thấy một củ măng. Đào đây này. Tôi đào củ măng này cho các bạn xem nhé. Đấy các bạn thấy không? Măng nó ở dưới đất như thế này mà làm sao mà tìm thấy được? Đó, khoai lắm. Nó chưa nhú lên trên mặt đất đâu. Khoai rồi. Rất là khó tìm đấy. Ơi, con cầm mỏi hết tay rồi. Rút là túi quần bố nhá. Được không? Nhưng con cầm cái này mỏi tay rồi. Cầm đi. Để đâu? Để túi quần con nhá. Để đâu? Bố chả ăn nữa đâu. Chua lẻ lắm. Bố. Ấy. Wow. Cuối cùng mình cũng tìm được một củ măng. Bố con không ăn cái quả này nữa đâu. Cây này đi đâu bố ạ? Ừ. Con vứt nhá. Cầm về mà ăn. Đây. Mỏi tay. Đây là măng nha các bạn nhá. Cái gốc này ăn ngọt lắm các bạn ạ. Bố ăn đi. Ăn cái gốc này này. Ăn đi. Đấy, mời các bạn ăn măng nhá. À, ăn bố ơi. Ừ, cây này hơi đắng. Đắng rồi, măng đắng rồi. Măng mùa này đắng rồi, có sấm là đắng rồi. Ê bố ơi. Đây, mình đã tìm được một củ măng đắng. Ừ. Củ măng đắng. Đấy. Củ đắng. À, cầm măng về. Có con chó ai vậy? Có của ông Hoàn. Nhà con chó để có khán không? Có hai người nó cũng có hai. Đấy các bạn ạ. À, cuối cùng thì tôi cũng tìm được một củ măng nhá. Đấy, đây là măng ở rừng Vầu. Thế là nó mọc rồi ấy, chẳng qua tôi không cầm cuốc đi. Vì vậy không tìm được. Nó ở dưới sâu lắm. Nó mới nhú nhú thôi này. Măng giờ mới nhú nhú thôi. Thế nên là rất là khó tìm. Phải có cuốc đi bới thì mới tìm được. Thế nên là các bạn thấy mọi người bán măng ở ngoài chợ ấy, thì thực sự là người ta đi tìm măng rất là vất vả nha các bạn nhé. Không đơn giản để tìm được một vài cân măng để bán đâu. Mỗi một cân măng mà bây giờ giá thị trường là có 15 đến 20 nghìn. Rất là rẻ. Quá rẻ đúng không ạ? Mà mình đi tìm thì mỏi cả mắt thôi không thấy. Mãi mới được một củ. Nghỉ đi. Có lẽ là bố con tôi xin phép đi về thôi. Đấy, đây là con đường về này. Sắp đến nhà rồi. Đấy, video này tôi xin phép kết thúc ở đây. Các bạn thấy video này hay thì cho xin một like và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn với các video tiếp theo nhé. Rồi, con chào đây. Xin chào mọi người. Mệt không? Mệt. Ông con rất là mệt rồi. Thôi, đi về thôi.